Cả một căn nhà chỉ toàn là đồ gốm, gốm trên vách, gốm tràn ra lối đi, gốm vắt vẻo hai bên thang lầu. Cơ hồ như trong cuộc sống của chủ nhân ngôi nhà này chỉ có gốm và gốm Nam Bộ. Đó là điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được khi vừa đặt chân bước vào ngôi nhà của nhà sưu tập gốm Nam Bộ xưa Đỗ Quyên, chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh An Giang. Trên mỗi hiện vật đều được người sưu tập trưng bày rất tỉ mỉ, ghi chú cẩn thận để người tham quan có thể tìm hiểu, cũng không để cổ vật vào trong lồng kính, thì bà Đỗ Quyên trưng bày nó ở không gian mở để mọi người có thể gần gũi, thậm chí là sờ vào chúng. Cuộc chơi này không chỉ riêng cho mình, mà làm sao cuộc chơi này nó lan tỏa ra cho cộng đồng, nhất là giới trẻ. Bởi vì giới trẻ là sẽ là cái lớp người kế thừa, cho tôi rất là mong muốn cái việc liên kết với tất cả các bảo tàng trên cả nước. Và tôi nghĩ là cái việc này nếu mà bảo tàng có thể liên kết với trường học nữa, nhân những dịp mà tổ chức chuyên đề để học sinh có thể đến tham quan và nhân cơ hội đó diễn tải được cái tình yêu về quê hương và những nhân vật lịch sử. Là một giáo viên giảng dạy trong trường học thì bản thân tôi mong muốn là có rất nhiều cái giáo cụ trực quan để đưa vào minh chứng cho các em học sinh. Thì ở đây thì tôi thấy là có những cái dòng gốm được vẽ những cái minh văn, những cái chiến tích lịch sử, những cái anh hùng dân tộc trên cái gốm này. Thì tôi nghĩ đây là một trong những cái giáo cụ trực quan rất là hay. Mặc dù khởi nguồn là một vật dụng ở trong gia đình, nhưng đến thời điểm hiện tại, hình ảnh đẹp của đồ gốm Nam Bộ đã dần dần được sống lại và lan tỏa trong cộng đồng. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!